Cây đào mùng 6 Tết nhà mình này. Cây đào mùng 6 Tết nhà mình nở rực rỡ này. Đây là cây đào mà nhà mình tự chăm sóc, mua gốc từ những cái năm trước xong rồi tự chăm sóc, năm nay ra hoa. Năm nay năm 2021 này là năm Covid mà nó ra hoa chát hết cả cành. Tại sao thế? Hả? Tại sao thế?